À, xin chào tất cả các bạn. À, đợt gần đây thì uh, có một số bạn có hỏi mình về việc uh, làm thế nào để lên uh, KPI, ấy cũng có thể gọi là cái mục tiêu ước lượng, ha mà chúng ta khi chúng ta lên kế hoạch uh, digital marketing, chúng ta chạy thì chúng ta sẽ lên kiểu như thế nào? đó, thì nhiều bạn rất bối rối về về cái phần này. các bạn uh, có thể đưa ra được một con số nhưng mà các bạn không thực sự tự tin vào cái con số mà mình đưa ra, đấy và và nhiều khi là các bạn có 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 thể hơi nhát đấy, các bạn đưa ra những con số rất là khiêm tốn và sau đó các bạn cũng không thể gọi là à, làm thế nào để bảo vệ được cái à, cái ý tưởng cái mục tiêu của mình với lại à, cấp trên đấy rồi từ đó là các bạn xin ngân sách à, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn ha hướng, hướng dẫn các bạn đưa ra được cái mục tiêu cái KPI làm sao đó để cho nó à, phù hợp nhất đó. thế thì um, chúng ta sẽ lên KPI ha, là dựa theo cái gì thì chúng ta sẽ có hai hướng ha một là cái con số của nó ấy, thì làm sao để đưa ra cho nó sát đấy dựa theo cái đỉnh cái đỉnh hướng tức là cái mục tiêu ngắn và dài hạn của chúng ta đấy và cũng như là à, chúng ta sẽ có những cái chỉ số gì đó thì chúng ta sẽ hai có hai cái đấy thế thì để mà lên KPI thì các bạn à, làm một cái file Excel ha làm một cái file Excel sau đó là các bạn à, đưa các cái chỉ số vào đó thì đầu tiên nhé để để biết được các cái chỉ số như thế nào, biết được các chỉ số như thế nào thì các bạn bám vào cái cái phễu marketing đó, cái phễu marketing thì ở trong này thì các bạn search trên google ấy, thì nó có khá là nhiều, thì các bạn cứ xem từng cái đi. Mình chọn ra một cái này để mình phân tích cho các bạn. Thì khi mà chúng ta nhìn vào cái phễu marketing của các bạn này, thì chúng ta có một cái phễu từ trên xuống dưới đúng không ạ? À, và mỗi cái giai đoạn như thế này, đúng không? À, mỗi cái giai đoạn như thế này thì nó đều có một cái chỉ số nhất định. Đúng không? thì tại vì đầu tiên cái cái to nhất của nó là nhận biết về thương hiệu à, cũng như nhận biết về sản phẩm hay là nhận biết về dịch vụ à, sản phẩm và dịch vụ thì chúng ta có thể xem nó là một cái nhãn hiệu của thương hiệu chúng ta. Thế do đó là à, các bạn hãy linh hoạt nhá cái 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 đầu tiên rồi sau đó là biết rồi sau đó là quan tâm cân nhắc có ý định đánh giá và cuối cùng là mua hàng. đó thì chúng ta có một cái phiếu từ trên xuống dưới và mỗi phiếu thì nó đều có cái chỉ số khác nhau. đó Thế thì cụ thể hơn. Đối với marketing ấy thì thông thường là chúng ta sẽ có một cái mục tiêu quan trọng con connect với lại bên bán hàng đó là lead tức là cái data à, tức là cái cái số khách hàng người ta để lại thông tin à, để mình có thể tiếp cận và bán hàng. Đó. Thế thì đối với phiếu marketing ấy thì nó cũng có khá là nhiều cái khác đấy các bạn nhé. Đó. Đó. Purchase là đến giai đoạn gọi là thanh toán, đến giai đoạn mua hàng các bạn ha. Đó đấy có khá là nhiều cái đấy, thì mình sẽ mình sẽ lấy một cái khác nữa cho các bạn ha để các bạn dễ hình dung và liên kết. Đây, cái này. Đấy thì cái này này nhỏ thế nhỉ. đây ha các bạn ha thì đầu tiên cái phế của chúng ta nó sẽ chạy như thế này các bạn này tiếp cận tiếp xúc ví dụ chúng ta chạy quảng cáo Facebook hoặc là quảng cáo Google thì cái giai đoạn đầu tiên là gì ạ chúng ta tiếp xúc ví dụ như ở đây nhá là chúng ta search là iPhone 12 đi đó thế thì cái cái quảng cáo này các bạn này khi mà nó hiển thị lên và người dùng nhìn nhìn thấy đúng không? thì nó gọi là là tiếp cận là lượt trích là lượt hiển thị đối với khách hàng ấy. và khi người ta click vào một cái thì nó sẽ đi đến một cái chỉ số khác từ rich từ hiển thị đi sang là lượng click đúng không? và tức là cái lượng mà vào cái landing page cái cái trang bán hàng của chúng ta đó thì nó sẽ đến cái thứ hai đúng không quảng cáo này là rich là đến đến cái thứ hai là đến view cái trang landing page và sau khi xem trang landing page xong và mua để lại thông tin mua hàng để lại thông tin xong bắt đầu là đi đến cái phễu đi đến cái phiếu gọi là những cái bước bán hàng là là ban đầu có thể là nhận cái cái voucher chẳng hạn đó, tiếp theo là có thể là mua hàng chính thức đúng không? Và sau có thể là mua những cái khối lượng lớn hơn hoặc là mua trả góp mua những cái lượng nhỏ hơn hoặc là bán chéo đấy. hoặc sau là giới thiệu vân vân thì nó sẽ theo một cái phiếu marketing như thế này à, thì các bạn nắm cái phễu này các bạn sẽ nắm được toàn bộ cái đường đi của à, khách hàng cũng như là khách hàng đi đến đâu thì nó sẽ có chuyển đổi đến đấy đấy và ở trong cái à, à, khi mà chúng ta trình bày lên một cái bảng đúng không? một cái bảng mà, mà, mà kpi à, mà chiến dịch digital marketing thì đầu tiên là impression là hiện thị, ví dụ như là quảng cáo Facebook này hay là quảng cáo Google Search này đó à. ví dụ như là khách hàng search từ iPhone 12 thì đây là là reach là impression đó thì đây là cái chỉ số đầu tiên rất quan trọng mà khi chúng ta chúng ta estimate tức là chúng ta ước lượng ra nhé và có đầy đủ các kênh đó tiếp theo thì có thể là ở đây là nó là liên quan đến cái thứ hai là cái lượng người chơi game thì cái này là tùy nhé cái chiến dịch của các bạn mà có cái mini game nữa thì nó sẽ có thêm cái chỉ số này còn nếu không có thì các bạn bỏ qua thông thường thì ít lắm chỉ khi mà người ta tổ chức một cái chiến dịch digital marketing mà nó, nó nó, ngân sách lớn thì nó sẽ thông thường sẽ có thêm cái phần này đó rồi tiếp theo là đến click to web click to web là những cái khách hàng mà click ở bên ngoài này các bạn này mà vào website thì thông thường chúng ta chạy sự kiện ấy. thì nó sẽ có website để khách hàng vào để tương tác bên trong nhé thì nó sẽ đợi, có là lượt click này click từ google các bạn này click từ Facebook này Thế thì nó sẽ đặt ra một câu hỏi là làm sao chúng ta biết được cái lượng hiển thị trên Facebook hay trên Google là bao nhiêu thì chúng ta sẽ cần phải sử dụng cái kênh cái cái gọi là cái cái công cụ của Google với Facebook Đúng không? Google thì nó sẽ có, có keyword planner đó. thì nó sẽ cho chúng ta biết là số lượng hiển thị một từ khóa là khoảng bao nhiêu chẳng hạn hay là khi chúng ta chạy mà quảng cáo hiển thị Google thì nó cũng có cái ước lượng với cái mức ngân sách khoảng bao nhiêu đó thì nó sẽ cho chúng ta biết được lượng hiển thị thì cũng tương tự như Facebook à, Facebook nó cũng có công cụ là ước lượng estimate cho chúng ta khi chúng ta tạo chiến dịch ấy, thì nó sẽ có là cái phần mà tạo nhóm thì ở trong đấy nó sẽ có là là là, khi chúng ta target vào khu vực địa lý đúng không cũng như độ tuổi vân vân thì nó sẽ có lượt 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 hiện thì tương ứng cho chúng ta để chúng ta biết đó đó thì đấy là 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 impression và xuống, xuống thông thường xuống phía dưới này đúng không? chúng ta cũng bắt đầu uh, ước lượng cái click to web thì click to web này thì nó sẽ dựa vào kinh nghiệm là chủ yếu nhé ví dụ như là đối với lại Google search đó thì nó sẽ Uh, có một cái số ước lượng nhất định ví dụ top 1 chẳng hạn thì nó sẽ có khoảng 10 đến 15 phần trăm click chẳng hạn các bạn có thể đạt được cái mức đấy còn nếu mà quảng cáo hiển thị thì nó sẽ thấp hơn rất là nhiều, nhiều đó thì cái này nó dựa vào kinh nghiệm là chủ yếu nha các bạn thì thì nếu mà các bạn chưa biết thì các bạn phải chạy test chạy tinh thử xem là như nào để lấy được cái con số uh, tiếp theo là là cái lượng tương tác thì ở trên này khi mà chúng ta chạy sự kiện chẳng hạn thì nó sẽ có thêm cái là là cái tương tác uh, trên fanpage đó, cũng như những cái uh, mini game vân vân đó thì nó cũng khá là quan trọng. Ngoài ra các bạn có thể đem đưa được thêm những cái tương tác ở trên cái landing page nữa các bạn nhé. Ví dụ như là khi mà khách hàng vào landing page mà các bạn tổ chức mini game ở bên trong ấy thì có thể là khách hàng lượt chơi như thế nào đúng không? Khách hàng xem uh, video không? Khách hàng click uh, điền form không vân vân. Nó thì nó cũng là những cái tương tác và phía dưới thì nó sẽ có thêm các cái chỉ số ví dụ như là fan tăng fan uh, fanpage đó rồi là xem clip trên YouTube vân vân thì thông thường nhé thông thường khi mà chúng ta chạy đi digital marketing chạy sự kiện đó thì nó sẽ đến những cái bước này thôi à nó đến đến những cái bước này thôi còn ở cái phiếu này các bạn này đó, trong cái phiếu này thì nó đến những cái bước về sale này nữa thì đây là một cái phiếu mà nó tổng thể hơn để các bạn liên kết à, có thể là bên bán hàng á, sẽ nhờ các bạn chạy những cái campaign những cái chiến dịch ví dụ để cross sale để bán chéo nhà hàng ví dụ như là chúng ta sẽ remarketing tức là chạy lại khách hàng những khách hàng đã mua hàng, đã mua sản phẩm này sản phẩm kia chẳng hạn đó để uh, để bán chéo ví dụ như là uh, đã mua về điện thoại thì có thể bán chéo thêm là tai nghe chẳng hạn hoặc là sạc chẳng hạn hoặc là ốp lưng chẳng hạn đó. Để cho nó uh, để cho chúng ta có thể tăng được cái doanh số bán hàng đó. Và cuối cùng là những khách hàng mà trung thành và chẳng hạn thì chúng ta chúng ta có thể chạy những cái sự kiện mà mà remarketing lại để uh, um, có những cái vô chơi cho khách hàng có thể giới thiệu khách hàng khác để vừa được giảm giá mà được để uh, có khách thêm khách hàng mới Đó. thế thì cái này cũng rất là quan trọng nhá. đặc biệt là trong thời điểm dịch như thế này Đấy, hoặc là một số mô hình kinh doanh ấy nó cực kỳ quan trọng ở cái 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 phễu sale này các bạn này chứ không phải ở cái giai đoạn này đâu Hả? ví dụ như là những cái sản phẩm mà à, khi mà chúng ta bán sinh lời ở những lần tiếp theo ấy chứ không phải lần đầu tiên lần đầu tiên là chúng ta bán hòa vốn chẳng hàng đó và chúng ta làm sao để giữ chân được khách hàng thì những cái giai đoạn phía sau này nó rất, rất là quan trọng và nó cũng là sự kết hợp của marketing với sale nhé các bạn nhé chứ không chỉ là một cái phần này đâu do đó là tùy vào cái uh, uh, mô hình kinh doanh của uh, công ty của các bạn để các bạn lên được những cái chỉ số đó làm sao để nó phù hợp nha để nó phù hợp uh, và biết được cái chỉ số quan trọng nhất là gì để chạy chứ không chỉ là là đến cái giai đoạn gọi là có khách điền data là xong nhé ok thì đấy là những cái chỉ số và cái sẽ marketing để các bạn biết được lên 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 được những cái chỉ số này thế nhưng bây giờ nó đặt ra một câu hỏi đúng không đặt ra một câu hỏi là khi các bạn lên được cái chỉ số ấy rồi Đấy, lên được chỉ số là ví dụ như ở đây là các bạn có chỉ số là có 90.000 click 90.000 click 90.000 click Đó. thế thì cái chỉ số này này có thực sự là chỉ số tốt hay không chỉ số đúng hay không đó, và khi các bạn trình bày cho sếp của các bạn ấy các bạn đi pitching ấy, tức là pitching bên client, tức là khách hàng của những uh, uh, công ty agency marketing ấy, thì cái chỉ số này nó có chuẩn hay không đó, uh, thì chúng ta sẽ phải kết hợp hai cái, chín không? 90 nghìn click này thì có thể nó chỉ là cái volume của thị trường thôi, đó, tức là khi chúng ta tiếp xúc được bốn bốn triệu này, bốn triệu bốn phẩy năm triệu, đúng không, bốn phẩy năm triệu lượt hiển thị thì chúng ta có từng này click thì nhưng mà nhưng mà để có từng này click ha các bạn ha là chúng ta sẽ tốn ha, chúng ta sẽ tốn khoảng 4,5 tỷ tỷ hạn đó, mới có được cái con số này đó thế thì do đó cái này chỉ là cái con số mà nó liên quan đến cái cái thị trường thôi cái volume của thị trường thôi cái số lượng khách hàng có thể click vào thôi đó thì do với cái ngân sách nữa chưa chắc là bên Uh, phía hướng client khách hàng của chúng ta hoặc là hướng nội bộ của chúng ta thì là cái ngân sách này nó không đủ có thể xếp các bạn bảo là mỗi tháng chỉ cho được khoảng là là 20 triệu thôi là 20 triệu Việt Nam đồng thôi thế thì làm sao chúng ta có thể đạt được cái con số này được đúng không thì do đó để lên một cái KPI nó chuẩn ha chuẩn từ đầu đến cuối đúng không? các bạn cứ đưa ra con số tổng thể của thị trường đi sau đó ha, là các bạn soi lại cái hướng nội bộ này này là cái ngân sách của chúng ta tối đa là khoảng bao nhiêu đó đó, và chúng ta cân đối với là cái, cái cơ hội của thị trường là ví dụ như là các bạn biết là tối đa thị trường các bạn có thể thu thu thập được từng này đúng không thì nó liên quan đến volume đó và các bạn phân tích đối thủ là các bạn chưa thấy đối thủ chảy mảnh hướng này không? khách hàng là các bạn phân tích là biết được cái nhu cầu nhu cầu nóng của khách hàng đó, do đó là các bạn có thể trình bày cái cơ hội này cơ hội thị trường này cho cho sếp của các bạn để các bạn có thể tăng được cái ngân sách như khi ví dụ như bình thường là sẽ của bạn cho chị 20 triệu thôi thì các bạn có, có thể bảo là 20 triệu này em sẽ testing sau đó em có thể tăng lên 100 triệu đúng không? hoặc là tăng thêm rất là nhiều với con số rất là lớn có thể lên đến là hàng tỷ đúng không? nếu như nếu như làm sao ạ là em chứng minh được cái việc testing của em nó đem lại cái lợi nhuận đó đúng không? đó thì thì sau đó các bạn kết hợp thêm cả cái yếu tố là con người này, này. ví dụ như bộ phận của các bạn chỉ có hai người thôi chẳng hạn thì có thể các bạn không thể chảy được cái ngân sách là một tỷ đó, nó rất là khó các bạn sẽ phải chảy rất là từ từ các bạn chảy từ 20 triệu và tăng cái volume lên nó tăng cái volume dần dần dần, dần lên các bạn tuyển thêm người hoặc là tuyển thêm công tác viên đó thế thì để lên được một cái KPI phù hợp ấy đúng không thì chúng ta phải kết hợp cả hai hướng đầu tiên là chúng ta sẽ phải phân tích thị trường xem cái volume của nó như thế nào xem cái nhu cầu của khách hàng như thế nào đủ lớn hay không nóng hay không và phân tích xem đối thủ như thế nào nếu mà đối thủ nhiều thì các bạn sẽ không thể đốt được từ người tiền đó À, nó rất khó vì, vì đối thủ rất nhiều và chảy nhiều thì thông thường là nó sẽ đi về đến cái mức hòa vốn à, hoặc là lỗ. À, thì chúng ta phải chọn được cái, cái nai cái ngách của thị trường để đánh vào. Rồi thì đây là hướng thị trường ha và thứ hai là hướng nội bổ là chúng ta phải trách được cái ngân sách của chúng ta như thế nào. Đấy. Và tối ưu cũng như là scale up lên dần 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 làm sao để phù hợp với lại hướng à, của doanh nghiệp à, cũng như là cái cái hướng nội bổ là hướng con con người, con người của chúng ta. À, có cái bộ phận của chúng ta có đủ uh, người để chạy hay không à, thì chúng ta sẽ cần phải có cái, cái bước như vậy thế thì tổng kết lại là KPI sẽ lên theo đầu tiên là phễu marketing là chúng ta cần phải nắm được cái phễu yeah, nha để nắm được cái và và thứ uh, từ cái phễu này chúng ta đi đến các cái chỉ số là chúng ta nắm cái chỉ số và trên các kênh và để trách được các kênh thì chúng ta sử dụng các cái công cụ của nó uh, ví dụ công cụ của Facebook uh, lúc cài đặt chiến dịch sẽ đáp chiến dịch cũng như là công cụ của Google GDN Google search ở trong cái cái công cụ của Google ha. và từ những cái đấy và chúng ta sẽ đối chiếu lại à, chúng ta lên được cái cái tổng quan của thị trường và chúng ta đối chiếu lại với, là cái hướng nội bộ để chúng ta lên được một cái ngân sách phù hợp đó chứ không phải là volume của thị trường là là 90.000 click và một phần ngân sách là 1,5 tỷ và chúng ta cứ phải phải đề xuất những cái con số như thế này thì khi các bạn đề xuất con số lớn như thế này thì có thể xếp các bạn sẽ không đồng ý đâu bởi vì chưa biết được là hiệu quả như thế nào đó chúng ta chứng minh được cái muốn chứng minh được cái con số này các bạn này là chúng ta phải đi lên từ từ đó. đi lên từ từ từ, từ cái hướng nội bộ đó. ngân sách và cái con người có thể đảm nhận được ok thì đấy là cái kinh nghiệm về chia sẻ về cái việc là lên KPI cho campaign digital marketing như thế nào nhé cảm ơn các bạn